Rồi, hello mọi người nha. Hôm nay là hành trình đi theo ông. Hôm nay xuống tới Bình Dương thì kiếm ông nha mọi người. Ôi, đây có ảo nha. Vô trong đó đứng thấy. Hôm nay bự à. Có mặt mày ơi. Có. Nó có mặt à? Ở cái mặt cho bá luôn. Qua đây thấy rõ hơn nè. Ở đây tí nữa lên trên mình quay cận cảnh cho mọi người xem. Rồi, mình dứt chỗ này nha mọi người. Tại thì mình đang ở Bình Dương. Đang ở Tân Nguyên Bình Dương. Đi vô. Lên không? Dương quá. Trần trần quá. Quay tình đi phất lá. Không. Bự lắm á.
cái nếp ơi, tắt cái rồi quay lại cái khác để hỏi dài quá gửi cũng được. Rồi, từ đây mình quay cận cảnh cho mọi người xem không nha. Ổ này là khủng nhất luôn. Ổ này là khủng nhất từ trước tới nay luôn. Con mà quá bự rồi mọi người ơi. Con bự quá xá luôn à. Con này bự nhất 2019 luôn. Dài 1 mét mấy luôn mọi người. Đó, như cái chiếc chiếu luôn. Giờ mình cắt cái mặt khủng cho mọi người mình xem nha. Đầu tiên là cắt ké bỏ nha mọi người. Đó. Cái mặt này nằm khoảng 4 lít đến 5 lít nha mọi người. Chết mẹ quên à. Quên bọc rồi. Lủng hay gì vậy? Rồi. Rồi, hạ cánh an toàn nha. Giờ mình khoe thành quả cho mọi người xem nha. Lấy cái bọc ra đựng miếng cá thử. Bên trong thấy đâu mà nó cắt bỏ. Ôi. Quá trời mày. Hốt mấy ngầm vô đây. Đây quá tại quá đất. Trong bay là bớt đi. Có không còn không không? Nó thấy cái bọc nào đâu. Nó còn một cái mà. Có luôn hả? Có đâu. Cầm gì á? Cầm đi chứ, cầm. Lấy làm gì? Con rủ. Con già quá tự luôn nè. Ừ, cái mặt kìa ké không mày ơi.
mà để gì qua nè mọi người, đây là phấn hoa nè, đang dở 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 lấy cái bịch sau cùng nãy tao cầm. Quá đã. Từ từ em nghe hồi mấy ông kia ra tái chích nữa. Già, già hết lớp rồi. Mới cái này mà già rồi. Trời ơi, cái này đóng lâu rồi. Quả là được nhiêu đây nha mọi người. Cỡ 4 lít ạ. Thành quả của ngày hôm nay được nhiêu đây? Quay từ dưới đất, bên cây cũng quay luôn. Chứ sao? Vậy nó mới ngon. Gì không? Đi là đây ở đó.